Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một vấn đề mà nhiều người cho là khá nhạy cảm, đó là vấn đề tình dục. Nhưng mà đương nhiên là chúng tôi sẽ phân tích dưới góc độ pháp lý. Ok. Và tôi tin là video này sẽ cực kỳ bổ ích cho mọi người, đặc biệt là với những ai hay nhậu nhẹt, say xỉn. Nice. Cho nên là mấy anh chị em mà thích tiệc tùng, hội hè thì nhớ xem cho kỹ, lưu ý cho kỹ đó nha. À mà trước khi bắt đầu thì xin mời mọi người bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video nha. Rồi, vì sao mà vừa nãy tôi có nói video này là về tình dục, về pháp lý nhưng mà lại bổ ích cho người thích nhậu nhẹt? Và điều gì sẽ xảy ra khi mà bạn quan hệ tình dục với một người say quắc cần câu? Đương nhiên là dưới góc độ pháp lý mà thôi. Thực ra thì cũng không phức tạp lắm đâu, bởi vì nó xoay quanh tội hiếp dâm được quy định tại điều 141 Bộ luật Hình sự mà thôi. Nói tới đây thì có vẻ sợ sợ rồi phải không? Mà cũng đúng thôi, bởi vì nó ghê thật mà. Nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận thì bóc lịch như chơi luôn. Bởi vì có một sự thật là quan hệ tình dục với người say xỉn rủi ro lĩnh cái án hiếp dâm lên tới 50% luôn, chứ không phải đùa đâu. Mà vì sao tôi lại nói như vậy? Trong cuộc đời này thì không ai mặc nhiên có trách nhiệm phải quan hệ tình dục với bạn. Nói tới đây thì tôi đoán sẽ có người hỏi: ủa, vậy vợ chồng tôi thì sao? Bạn gái, bạn trai của tôi thì sao? Ờ thì có sao đâu, vợ chồng hay là bạn trai, bạn gái cũng chẳng có cái quy định nào nói là họ phải có nghĩa vụ quan hệ tình dục với bạn cả. Ví dụ như vào một ngày xấu trời, chồng bạn không muốn quan hệ tình dục với bạn mà bạn vẫn dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với chồng, thì hành vi của bạn lúc này có đầy đủ dấu hiệu của tội hiếp dâm luôn. Bạn trai, bạn gái cũng vậy. Và bạn hãy nhớ lấy một nguyên tắc là mỗi lần quan hệ tình dục là mỗi lần hai bên phải đàm phán và có sự đồng thuận của bên kia. Còn nếu không thì thôi, chớ có hành sự bậy bạ đó nha. Ơ vậy thì chỗ này liên quan gì tới say xỉn nhậu nhẹt nhờ? Thực ra là có đó, mấy anh chị em cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp nha. Theo hướng dẫn tại khoản 9 điều 3, nghị quyết 06 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán thì trong quy định về tội hiếp dâm của Bộ luật Hình sự, hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân được hiểu là hành vi giao cấu thuộc một trong 3 trường hợp sau đây. Thứ nhất là người bị hại không đồng ý, hiểu đơn giản như ví dụ ở trên, việc không đồng ý có thể biểu hiện bằng lời nói hoặc bằng hành vi, ví dụ như lời nói từ chối hoặc là hành vi đẩy đối phương ra xe, chống cự. Thứ hai là người bị hại phó mặc ý chí của mình, được hiểu là trạng thái mà bị hại không có khả năng chống cự, đành phải buông xuôi. Ví dụ như trên thực tế, có vụ án kẻ gây án vì quá khỏe nên đã dùng sức bóc khống chế được nạn nhân và bắt đầu giao cấu. Nạn nhân cảm thấy không thể chống cự nên là đã không chống cự nữa mà buông xuôi. Sự không chống cự này của nạn nhân thì không thể hiểu là đồng thuận nha mọi người. Và cuối cùng là người bị hại không có khả năng biểu lộ ý chí của mình. Đây, chính cái chỗ này là chỗ mà mấy người thích tiệc tùng, nhậu nhẹt phải đặc biệt chú ý. Ở đây thì tôi không nói tới mấy người mà cố tình chuốc say để giao cấu trái với ý muốn của đối phương, vì đương nhiên nếu vậy thì dấu hiệu của tội hiếp dâm là quá rõ ràng đúng không? Không cần phải bàn cãi thêm đâu. Cái mà các anh chị em cần lưu ý là khi đi tiệc tùng, nhậu nhẹt, say xỉn với các đối tượng như em gái mưa, chị gái nắng, thậm chí là vợ chồng, người yêu của nhau luôn. Không phải là người ta đi riêng với bạn, uống say quắc cần câu là bạn muốn làm gì thì làm đâu. Giả sử là trước đó, người ta có ý muốn quan hệ tình dục với bạn thật đi chăng nữa, mà đến khi người ta say xỉn, không còn nhận thức, không còn biểu lộ được ý chí của mình, mà bạn vẫn thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với họ, thì rủi ro mà bạn đi tù vì tội hiếp dâm là cực kỳ cao luôn. Bởi vì sáng hôm sau tỉnh dậy, biết đâu được là đối phương sẽ đùng đùng tới cơ quan công an để tố giác về hành vi hiếp dâm. Và đến khi mà công an vào cuộc, họ xác minh rằng lúc đó đối phương của bạn say xỉn, không có khả năng biểu lộ được ý chí mà bạn vẫn giao cấu, thì thôi rồi lượm ơi. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Nó tóm lại là dù trước đó, đối phương có đá đèn xanh, tắt đèn đỏ với bạn về việc đồng thuận quan hệ tình dục đi chăng nữa, kể cả có là vợ chồng, người yêu, mà khi họ say, họ ngủ, hoặc bất kỳ tình huống nào đó, người ta ở trong trạng thái không biểu hiện được ý chí của mình, thì tuyệt đối là bạn nên nhốt con thú trong người lại. Bởi vì cuộc sống thì không giống như trên phim, cái cảnh mà sáng ra, người kia thức giấc, bạn nhẹ nhàng vỗ vai, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, hoặc là em sẽ chịu trách nhiệm với anh, không phải lúc nào cũng xuất hiện như trên phim đâu. Lúc đó trách nhiệm thì cũng có, nhưng mà là trách nhiệm hình sự đó nha. Rồi, video đến đây là kết thúc, hy vọng là sẽ giúp cho các anh chị em tỉnh táo, kể cả là khi say xỉn bét nhè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.